Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm làm tờ khai thuế giá trị gia tăng nhanh và chính xác 100%. Trước tiên các bạn hãy truy cập vào web hóa đơn điện tử mà các bạn đang sử dụng. Có thể các bạn đang dùng Viettel, FPT hay là BKAV, v.v. Mọi nhà cung cấp nó đều có chung một cái chức năng, đó là báo cáo bản kê bán ra mẫu PL01-1. Nhiệm vụ của các bạn là tìm cái báo cáo này nằm ở đâu trong cái web hóa đơn điện tử đó. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chức năng báo cáo nó nằm ở đâu. Các bạn hãy vô cái hóa đơn nghị định 123 cho mình. Sau đó các bạn thấy một báo cáo không ạ? Rồi, đây là cái bí kíp mình cần tìm các bạn. Đó, bản kê bán ra phụ lục 01. Rồi các bạn hãy tích vô cho mình. Sau đó mình sẽ chọn theo quý, bởi vì mình đang kê khai theo quý. Rồi, quý 3. Sau đó mình nhập. Bạn chỉ cần chú ý một vài thông tin cho mình ở trong cái báo cáo này. Hóa đơn sẽ được nhóm theo thuế suất 0 chịu thuế, 0%, 5%, 10%. Rồi các bạn tham ạ, đây là phần không chịu thuế. Để ý ô tổng cộng này. Tiếp theo, nhóm thuế suất 10%. Các bạn hãy để cho mình tổng cộng doanh số và tổng cộng tiền thuế là được. Nếu như công ty của bạn xuất hóa đơn có thêm các nhóm thuế suất 0, 5% thì sẽ được xuất hiện kế tiếp ở bên dưới. Tiếp theo, hai thông tin rất là quan trọng, đó là tổng doanh thu bán ra chịu thuế và tổng thuế giá trị gia tăng của toàn bộ hóa đơn mà công ty bạn đã bán ra. Tiếp theo, bạn mở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, sau đó tìm mục tờ khai thuế giá trị gia tăng. Bây giờ mình sẽ chọn tờ khai theo quý và mình đồng ý. Rồi, ô đầu tiên là chỉ tiêu 22, số tiền thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Thì chỉ tiêu này bạn lấy từ chỉ tiêu 4.2 của báo cáo kỳ trước nhập vào đây. Tiếp theo, mục thứ hai, hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ. Chỉ tiêu 2.6 là giá trị hàng hóa bán ra không chịu thuế. Thì ô này được lấy ở đâu? Rồi bạn chuyển qua web hóa đơn điện tử. Ở mục phân loại theo thuế thì các bạn thấy không ạ? Không chịu thuế. Thì ô tổng cộng này. Rồi các bạn chỉ việc copy cái này sang là xong. Rồi mình dán vào đây các bạn. Tiếp theo, còn lại lần lượt là các loại thuế 0, 5, 10%. Cách làm tương tự như không chịu thuế. Các bạn quay qua web hóa đơn điện tử. Vì công ty của mình chỉ xuất 10% nên nó có mỗi nhóm này. Các bạn copy hai cái ô tổng cộng của phần doanh thu chưa thuế và tiền thuế giá trị gia tăng và chuyển sang hỗ trợ kê khai thuế. Đây các bạn copy tương ứng cho mình, dán vào ô 1 và ô 2. Rồi tương tự cho các loại thuế 0 và 5% nếu như bạn có các loại hóa đơn này. Tiếp theo, bạn đối chiếu hai ô. Ô 1 tổng doanh thu hàng hóa bán ra chịu thuế. Ô 2 là tổng tiền thuế. Nếu như bằng bên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế là đúng chính xác 100%. Đây hai ô tổng cộng đây các bạn. Ô 1. Ô 2. Nếu như ta thấy đã khớp bên web hóa đơn điện tử thì có nghĩa bạn đã làm chính xác 100%. Tiếp theo là phần số tiền của hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào. Nếu như bạn đang sử dụng một số phần mềm kế toán thì nó có một đặc điểm chung là nó đều có cái chức năng bản kê hóa đơn. Rồi bạn hãy đi tìm cái chức năng bản kê hóa đơn này nó nằm ở đâu. Thì mình đang sử dụng phần mềm kế toán EIF thì mình sẽ vô mục quản lý hóa đơn và tìm đến mục bản kê hóa đơn. Sau đó mình sẽ chọn theo quý. Mình chọn mục mua vào. Thì rất là nhiều, nhưng mà các bạn hãy để ý cho mình cái dòng tổng cộng là được. Rồi, đây là phần tổng cộng số tiền mua vào và tổng tiền thuế mua vào. Rồi các bạn chỉ copy hai cái ô này sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế tương ứng với chỉ tiêu 23 và chỉ tiêu 24 và 25. Sau khi copy xong thì chúng ta hãy click nút kết xuất XML để mình nạp lên cơ quan thuế. Rồi mình sẽ lưu vô thư mục quý 3 của mình. Ok. Rồi mình đóng đi. Đã hoàn thành bước xuất file XML từ khai thuế giá trị gia tăng. Bước tiếp theo chúng ta truy cập vô web thuế điện tử. Rồi chúng ta chọn vào mục khai thuế và nạp từ khai XML. Sau đó chúng ta chọn file XML lúc nãy ta kết xuất sang. Rồi mình sẽ lưu OC.
Rồi, các bạn để cho mình gạch dưới giá trị gia tăng viết tắt. Sau đó mình open. Tiếp theo mình ký điện tử, nhập cái số pin, chấp nhận. Ok, mình nạp tờ khai một cái. Rồi, như vậy đã hoàn thành bước nạp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình.